Namokê đã qua đời 3 tuần nhưng vẫn mất một thứ khiến bản thân phải thốt lên thất đức. Đầu tháng 10 vừa qua, Namokê, một YouTuber kiêm TikToker khá nổi tiếng trong giới trẻ đột ngột qua đời sau tai nạn giao thông thảm khốc. Sự ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ của Namokê không khỏi khiến nhiều người bàng hoàng thương tiếc, đặc biệt là gia đình, bạn bè thân thiết với nam YouTuber. Vào chiều 5 tháng 10, Namokê đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Thế nhưng mới đây, tức tròn 3 tuần sau lễ hỏa táng nam YouTuber xấu số, DL hay còn gọi là BNL, bạn thân, đồng thời cũng là người thường bị nhầm là bạn gái của Namokê, bất ngờ đăng tải dòng trạng thái có liên quan đến người bạn quá cố. Cụ thể, DL viết, đến cái TikTok của người đã khuất chúng mày cũng không tha thì không hiểu cái kiểu người gì. Muốn làm gì thì bảo một câu, tao lưu hết video rồi về muốn báo cáo cái gì thì chúng mày hẳn báo cáo có được không? Vô nhân thất đức. Tuy nhiên sau đó, DL đã sửa status thành chúc cho người nào làm việc này với bạn mình cả cuộc đời về sau thật tốt đẹp. Theo câu chữ cũng như bức hình DL đính kèm, có vẻ như sự bức xúc của cô bắt nguồn từ việc kênh TikTok triệu follow của Namokê bất ngờ bị bay màu. Dù chủ kênh đã mất, song con số follow trên kênh này vẫn tiếp tục tăng theo thời gian. Theo kết quả tìm kiếm trên Google, lượng người theo dõi trên kênh Namokê Idol của Namokê đã lên tới 2 triệu lượt. Tuy nhiên, không rõ có phải vì bị báo cáo như lời DL nói không, chỉ biết tính đến thời điểm hiện tại, kênh của Namokê không còn hiển thị trên TikTok. Việc mất tài khoản là tạm thời hay vĩnh viễn thì có lẽ vẫn cần chờ thêm các diễn biến tiếp theo. Bên cạnh đó, dân mạng cũng đang đổ dồn sự chú ý vào YouTuber Duy Thường, bạn thân Namokê và đoạn clip ghi lại sự việc bị cảnh sát giao thông xử phạt về lỗi chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, thái độ lời nói của Duy Thường khiến cộng đồng mạng tranh cãi. Sự việc diễn ra vào chiều ngày 20 tháng 10. Lúc này, Duy Thường cùng nhóm bạn của mình điều khiển xe ô tô Mercedes E300 lưu thông trên đường dân sinh thuộc khu vực Cầu Kép, thị trấn Kép, Lạng Giang, Bắc Giang. Tuy nhiên, nhóm chạy xe quá tốc độ cho phép, phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra và lập biên bản xử phạt. Bị công an bắt, ekip đã tiện thể làm luôn clip đăng trên kênh. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý đổ dồn vào thái độ của nhân vật chính. Lúc này, Duy Thường làm việc với lực lượng chức năng. Khi thấy ghi hình cán bộ công an nhắc nhở, em có quyền ghi hình giám sát, nhưng em phải sử dụng hình ảnh với mục đích cá nhân riêng. Nếu ảnh hưởng đến lực lượng của anh, em phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Duy Thường trả lời, em quay cá nhân của em làm cái gì là việc của em không biết lực lượng của anh là ai, nhưng em có quyền giám sát. Trên đường về, nhóm Duy Thường cũng quay clip cận để nêu cảm nhận sau khi bị xử phạt. Duy Thường bày tỏ, mình chạy sai thì mình bị phạt thôi, các chú cũng vất vả có lòng tốt muốn nhắc nhở mình để lần sau đi đúng. Nhưng mình đi quá mất có mấy km thôi. Thôi thì người dân Việt Nam Duy Thường là người con Bắc Giang, các chú cũng là người Bắc Giang thì chúng ta yêu thương nhau và chúng ta phải bắt nhau. Sau đó, YouTuber này còn nói nhiều lời tỏ thái độ cười cợt không đúng mực khi nói về việc bị phạt. Nhiều người ngán ngẩm về nội dung rác của kênh YouTube này. Đa số còn gay gắt đòi tẩy chay những kênh có nội dung độc hại, đầu độc trẻ em như vậy. Là một YouTuber có tiếng được giới trẻ hâm mộ, nhưng nội dung của kênh Duy Thường đăng tải lại là các clip nhảm dàn dựng liên quan tới tai nạn giao thông. Là chủ đề mê tín dị đoan, gọi vong trên kênh này cũng xuất hiện khá nhiều. Ngoài ra, nội dung chủ đạo của hai kênh là cuộc sống thường ngày của các thành viên nhóm. Những màn troll thử thách vô bổ nhưng có lượt view rất cao, từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem. Trước đó, Duy Thường cũng gây tranh cãi khi đến viếng trong tang lễ của Namokê. Cụ thể, YouTuber này ghi lại cảnh đến viếng Namokê, đưa điện thoại của Nam cho gia đình và trao 25 triệu mà một người anh khác gửi viếng. Trong đoạn clip, Duy Thường cầm tập tiền 500.000 và nói, thưa quý vị, hôm nay anh R, một người anh đã biết tin có chia buồn với gia đình và gửi số tiền này là 25 triệu. 25 triệu này con sẽ gửi cho bà để mua hương nhang cho em Nam hàng tuần hàng tháng. Sau khi được đăng tải lên TikTok, đoạn clip thu về 7,2 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận sau một ngày đăng tải. Netizen đã để lại nhiều ý kiến tranh cãi, thậm chí là chỉ trích Duy Thường dữ dội. Những người này cho rằng, thanh niên này đăng để câu view, nếu có tình nghĩa thì cứ âm thầm mà làm, không cần quay clip làm gì. Ngoài ra, một số người lại nghĩ Duy Thường nên cho số tiền vào phong bì, không nên cầm hớ hên như vậy. Tuy nhiên, cũng có một vài bình luận đồng tình với Duy Thường vì đó là số tiền người khác gửi nên minh bạch cũng đúng. Đáp lại những ý kiến trái chiều, Duy Thường đã để lại bình luận giải thích. Rất nhiều bạn hỏi quay lên để làm gì. Mình quay lên để gửi lời cảm ơn tới người anh đã gửi lời chia buồn cùng số tiền anh đã gửi, chứ mình không có thời gian để tranh luận.